Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, 5 ngày vàng hốt bạc đổi đời cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, gặp may liên tiếp, gánh tiền nặng vai, đổi đời ngoạn mục, cực giàu có. Kính chào quý anh chị. Anh chị em đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc anh chị tháng mới nhiều may mắn, tài lộc và thành công rực rỡ. Trong không gian tĩnh lặng của tháng 10 âm lịch, khi những lá cờ của vận khí đã thay đổi và những làn gió mới đang thổi qua, tôi xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, bình an và vận may luôn đến như một dòng chảy dồi dào, không bao giờ dơi cả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một hành trình tử vi vô cùng đặc biệt dành cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch này. Đây là thời điểm mà vận mệnh của Quý Sửu có nhiều sự thay đổi đáng chú ý, và đặc biệt là về phương diện tài lộc, khi vận khí thịnh vượng đang mở ra, tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc sống đầy tài lộc và thịnh vượng. Với những ai mang mình Quý Sửu, tháng 10 âm lịch này là lúc tài vận có dấu hiệu tăng tiến mạnh mẽ. Các sao tài lộc, sao phúc đức đang chiếu sáng, tạo ra những cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp, mở rộng mối quan hệ và đạt được những thành quả xứng đáng. Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng này, khi các sao chuyển động, có những thời điểm quý vị sẽ cảm nhận rõ rệt sự thịnh vượng. Tài lộc đang chảy về phía mình, đây là cơ hội không thể bỏ qua để đón nhận những vận may lớn, thúc đẩy sự nghiệp thăng tiến, gia tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra cơ hội khi nó đến. Chính vì vậy, tôi mong rằng qua những lời chia sẻ này, quý vị sẽ có thể nhận thức rõ hơn về từng dấu hiệu, từng sự chuyển mình của vũ trụ, để từ đó biết cách hành động đúng đắn và nắm bắt cơ hội vàng khi nó xuất hiện. Để rồi khi nhìn lại, quý vị sẽ thấy rằng chính những quyết định đúng đắn trong những ngày cuối tháng này đã mở ra cánh cửa thịnh vượng, tài lộc cho cả năm. Hãy cùng tôi theo dõi từng chi tiết nhỏ của vận mệnh trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, để chúng ta có thể cùng nhau tìm ra phương hướng hành động hợp lý và mang lại thành quả tốt đẹp trong cuộc sống. Kính chào quý anh chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, những người luôn kiên cường và bên bỉ trước mọi thử thách của cuộc đời. Trong thời gian vừa qua, có lẽ quý vị đã phải đối mặt với không ít khó khăn, những gánh nặng trong công việc cũng như lo toan trong cuộc sống. Những lúc ấy, đôi khi cảm giác mệt mỏi và bế tắc có thể khiến quý vị nghi ngờ về hướng đi của mình. Nhưng đừng lo, vì như tôi luôn nói, vận mệnh có lúc thăng trầm, nhưng không có sóng gió nào kéo dài mãi. Chính trong những thời điểm khó khăn nhất, vận hội lại đang lặng lẽ chuẩn bị để mở ra những cánh cửa mới, mang theo những điều bất ngờ và may mắn. Và trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, tuổi Quý Sửu sẽ bước vào một giai đoạn vô cùng đặc biệt. Vận khí tài lộc của quý vị sẽ đạt đến đỉnh cao, mở ra cơ hội phát tài và thịnh vượng mà trước đây có thể bạn chưa dám mơ đến. Đặc biệt, 3 ngày đại lộc này sẽ là thời điểm vàng, nơi mà sự thay đổi về tài chính, sự nghiệp sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc sống của bạn. Có thể bạn đang tự hỏi, làm thế nào để tận dụng được những cơ hội này? Làm thế nào để biến những dấu hiệu tốt lành từ vũ trụ thành những thành quả thực tế, vững chắc? Câu trả lời nằm trong việc nhận thức rõ ràng từng chi tiết của vận trình, nắm bắt chính xác thời cơ và hành động một cách quyết đoán. Những người tuổi Quý Sửu vốn được biết đến với bản tính điềm đạm, kiên nhẫn, nhưng chính sự quyết đoán trong thời điểm này sẽ là yếu tố quyết định để mở ra những cơ hội tài lộc dồi dào. Hãy cùng tôi khám phá từng bước đi trong vận mệnh của quý vị trong 5 ngày cuối tháng này, để biết cách khai thác tối đa sức mạnh của tài vận và cơ hội. Từ đó, bạn sẽ không chỉ thoát khỏi những khó khăn hiện tại,
mà còn có thể vươn tới một tương lai thịnh vượng, đầy đủ. Và nhớ rằng, trong tử vi, không có gì là ngẫu nhiên, mọi chuyển động của các vì sao đều có lý do, và mỗi thời điểm đều mang trong mình những cơ hội quý báu, chỉ cần ta biết cách đón nhận. Về công việc và sự nghiệp, trong năm ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận trình công việc của những người tuổi Quý Sửu sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ, mang lại những tín hiệu tích cực mà quý vị sẽ cảm nhận rõ rệt. Đặc biệt đối với những ai đang làm việc trong môi trường công sở, đây chính là thời điểm vàng để sự kiên trì và nỗ lực không ngừng của quý vị được đền đáp. Trong suốt thời gian qua, dù khó khăn có thể nhiều, nhưng với bản tính chăm chỉ kiên định và tận tâm của người tuổi Quý Sửu, mọi công sức đã đổ ra cuối cùng sẽ không bị lãng phí. Đây là lúc những thành quả bạn đã phấn đấu bấy lâu sẽ được ghi nhận, mở ra cơ hội thăng tiến vượt bậc. Các cơ hội để thăng tiến sẽ đến một cách tự nhiên, như một làn sóng thuận lợi kéo bạn lên cao hơn. Những dự án tưởng chừng như vẫn còn dang dở, những kế hoạch có vẻ chưa hoàn thiện, nay sẽ có khả năng được hoàn tất suôn sẻ. Điều này không chỉ mang lại sự hài lòng cho đồng nghiệp và cấp trên, mà còn giúp bạn chứng minh được giá trị và năng lực thực sự của bản thân. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những lời khen ngợi, sự công nhận xứng đáng từ những người xung quanh, bởi những nỗ lực của bạn đã đến lúc được ánh sáng chiếu rọi. Đối với những ai đang kinh doanh, đầu tư, thì thời điểm này chính là cơ hội không thể bỏ qua. Thị trường trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch sẽ dần có những dấu hiệu phục hồi, mang lại những điều kiện thuận lợi để quý vị mở rộng mối quan hệ hợp tác, ký kết các hợp đồng quan trọng. Đây không chỉ là thời điểm thuận lợi để tiến hành các thương vụ, mà còn là cơ hội để tạo dựng những bước đi vững chắc cho tương lai. Những dự án, những ý tưởng mà quý vị ấp ủ trong suốt thời gian qua có thể sẽ mang lại kết quả vượt ngoài sự mong đợi. Những sáng kiến đã được đầu tư công sức và tâm huyết có khả năng mang lại nguồn thu ổn định và giúp tài chính của quý vị ngày càng vững vàng, phát triển bền vững. Nhìn chung, trong năm ngày cuối tháng 10 này, quý vị sẽ thấy rõ ràng sự thay đổi tích cực trong công việc, từ những thành tựu nhỏ đến những cơ hội lớn đang dần mở ra. Đây là lúc để bạn vững bước trên con đường sự nghiệp, tự tin tiến lên và đón nhận những thành quả xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Về phương diện sức khỏe của Quý Sửu trong năm ngày cuối tháng 10 âm lịch. Trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Quý Sửu là yếu tố không thể xem nhẹ, bởi khi vận khí tài lộc bắt đầu thịnh vượng, thì việc giữ gìn cơ thể khỏe mạnh cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thời tiết chuyển mùa là lúc mà cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đột ngột của môi trường, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xương khớp và hệ tiêu hóa. Những cơn gió lạnh se se hay mưa phùn bất chợt có thể khiến bạn cảm thấy đau nhức, mệt mỏi. Vì vậy, quý anh chị tuổi Quý Sửu nên đặc biệt chú ý đến việc duy trì một thói quen sinh hoạt đều đặn và hợp lý. Để cơ thể luôn khỏe mạnh, một chế độ ăn uống khoa học và đầy đủ dưỡng chất là điều vô cùng cần thiết. Hãy ưu tiên các thực phẩm tốt cho sức khỏe như rau củ, quả tươi, thực phẩm giàu canxi và vitamin để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Bên cạnh đó, việc uống đủ nước và tránh xa các chất kích thích sẽ giúp cơ thể duy trì sự cân bằng cần thiết, tránh được những bệnh vặt thường gặp vào mùa chuyển mùa. Ngoài ra, đừng quên dành chút thời gian mỗi ngày để chăm sóc cơ thể. Các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay những bài thể dục đơn giản không chỉ giúp duy trì thể lực, mà còn có tác dụng giảm căng thẳng, tạo sự thoải mái cho tinh thần. Điều này càng trở nên quan trọng trong những ngày đại lộc sắp tới. Khi mà vận khí tài lộc đang dồi dào, bạn cần có sức khỏe tốt để tận hưởng trọn vẹn những thành quả mà cuộc sống mang lại. Và đặc biệt, trong những ngày đại lộc này, hãy nhớ giữ cho mình một tâm trạng thoải mái, lạc quan, tâm hồn an nhiên, bình thản sẽ giúp bạn thu hút thêm nhiều vận may và tài lộc. Đồng thời nâng cao sức đề kháng của cơ thể, khi tinh thần vui vẻ, sức khỏe sẽ tự nhiên ổn định và cải thiện. Tình trạng thể chất và tinh thần hòa hợp chính là chìa khóa để bạn tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong những ngày tốt lành. Hãy nhớ rằng, trong tử vi, một người có cơ thể khỏe mạnh và tinh thần vững vàng sẽ luôn thu hút được những năng lượng tích cực, giúp vận mệnh ngày càng tươi sáng, thuận lợi. Chính vì vậy, trong những ngày này ngoài việc nắm bắt cơ hội tài lộc, quý vị cũng đừng quên chăm sóc bản thân để có thể đón nhận những điều tuyệt vời mà cuộc sống mang lại. Về phương diện gia đạo và tình cảm, vào những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận khí của người tuổi Quý Sửu không chỉ thịnh vượng về tài lộc, mà còn lan tỏa sự an yên và hòa thuận trong gia đạo. Đây là thời điểm mà gia đình của bạn sẽ cảm nhận rõ rệt những luồng khí ấm áp,
tràn ngập tình yêu và sự gần gũi. Các mối quan hệ trong gia đình, dù là vợ chồng, cha mẹ hay con cái, đều có cơ hội để hàn gắn và xây dựng lại sự kết nối sâu sắc. Trong suốt thời gian qua, có thể đã có những hiểu lầm hay những khúc mắc không dễ dàng giải quyết. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của vận khí thuận lợi này, những vấn đề tồn đọng sẽ dần dần được tháo gỡ và những mâu thuẫn trước đó sẽ trở thành chuyện nhỏ. Mọi người trong gia đình sẽ dần tìm thấy sự cảm thông và tha thứ, khiến không khí gia đình trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Đây là lúc mà tình yêu thương sẽ lên ngôi, là lúc mà bạn và những người thân yêu sẽ cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đã qua và hiểu rằng chỉ có sự gắn kết mới giúp gia đình vượt qua mọi khó khăn. Quý anh chị tuổi Quý Sửu, hãy tận dụng những ngày này để dành thời gian bên gia đình, đừng để công việc hay những lo toan cuộc sống chiếm hết tâm trí của mình. Cùng nhau tổ chức những buổi gặp mặt ấm áp, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, những niềm vui nhỏ bé và những nỗi niềm thầm kín. Chỉ cần một lời động viên, một cái nắm tay hay một ánh mắt ấm áp cũng đủ để khiến người thân cảm thấy an lòng và yêu thương nhau nhiều hơn. Điều quan trọng hơn, trong gia đình, nhất là trong những ngày này, sự quan tâm chân thành và sự lắng nghe thật sự từ phía bạn sẽ là liều thuốc chữa lành những vết thương cũ. Anh chị hãy trở thành người dẫn dắt, người truyền cảm hứng cho các thế hệ sau, giúp họ cảm nhận được sự bình yên trong mái nhà mình, giúp họ tự tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Với những bậc cha mẹ, đây là cơ hội để bạn dành những lời dạy bảo khéo léo cho con cái, để chúng có thể trưởng thành hơn trong tình yêu thương và sự chia sẻ. Những giá trị gia đình sẽ trở nên vững chắc hơn khi mỗi thành viên biết lắng nghe và thấu hiểu nhau. Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng này, sự ấm áp trong gia đình không chỉ là nguồn động viên tinh thần, mà còn là một nguồn năng lượng tích cực, giúp bạn vững vàng vượt qua mọi thử thách phía trước. Vì vậy, quý anh chị hãy thật sự trân trọng và yêu thương những người thân yêu trong gia đình, bởi đây chính là nền tảng vững chắc cho mọi sự thành công trong cuộc sống. Khi gia đình hòa thuận, vận may tài lộc cũng sẽ tự nhiên đổ về, giúp bạn thêm phần hạnh phúc và thịnh vượng. 3 ngày đại lộc, cơ hội phát tài, phát lộc. Trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, quý anh chị tuổi Quý Sửu sẽ đón nhận một cơ hội hiếm có để thay đổi vận mệnh tài chính của mình. Với 3 ngày đặc biệt mang đến đại lộc, đem lại nhiều may mắn và cơ hội phát tài, phát lộc, 3 ngày này không chỉ là dấu ấn quan trọng mà còn là thời khắc vàng để bạn nắm bắt cơ hội, gặt hái thành quả và bước đến một chặng đường thịnh vượng hơn. Hãy cùng khám phá chi tiết từng ngày đại lộc này và làm thế nào để tận dụng tối đa những vận khí tốt lành. Ngày 26 tháng 10 âm lịch, ngày mở đầu của chuỗi may mắn. Ngày 26 tháng 10 âm lịch chính là khởi đầu của một chuỗi ngày vận may kéo dài, đặc biệt đối với người tuổi Quý Sửu. Đây là thời điểm mà những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại kết quả đáng mừng. Những công việc bạn đã đầu tư thời gian, tâm huyết và công sức giờ đây sẽ bắt đầu có dấu hiệu đền đáp. Cảm giác kiên trì, bền bỉ đã được thử thách trong suốt thời gian qua giờ đây sẽ trở thành nền tảng vững chắc để bạn xây dựng bước tiếp theo trong hành trình thăng tiến. Vận khí tài chính trong ngày này sẽ cực kỳ vượng, mang đến những cơ hội vàng trong các giao dịch và hợp đồng. Nếu bạn đang tham gia vào các cuộc đàm phán hay chuẩn bị ký kết hợp đồng quan trọng, hãy tận dụng tối đa ngày này, bởi nó sẽ mang đến cho bạn sự thuận lợi đáng kể. Những điều kiện, hoàn cảnh mà bạn mong đợi sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình giao dịch các thỏa thuận tài chính có thể sẽ được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng hơn và hứa hẹn sẽ mang lại kết quả khả quan. Đây là ngày vô cùng lý tưởng để ký kết những hợp đồng lâu dài, những thỏa thuận quan trọng có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của bạn. Ngày 26 không chỉ mang đến cơ hội tài chính mà còn là một ngày đặc biệt để bạn thực hiện những kế hoạch mà trước đây có thể bạn còn do dự, ngần ngại. Đôi khi, những dự án lớn dù có tiềm năng nhưng vì một lý do nào đó bạn chưa đủ tự tin để hành động. Hôm nay tất cả mọi yếu tố sẽ hội tụ, giúp bạn có đủ dũng khí và sự may mắn để thực hiện những bước đi quan trọng trong sự nghiệp, giúp bạn tiến xa hơn trên con đường kinh doanh, nghề nghiệp. Nếu bạn đang tham gia vào lĩnh vực đầu tư, ngày 26 tháng 10 âm lịch sẽ là một cơ hội tuyệt vời để bạn chú ý và hành động. Những lĩnh vực tiềm năng mà bạn đang theo đuổi có thể mang lại nguồn lợi nhuận lớn, ổn định và lâu dài. Nếu bạn biết cách nắm bắt đúng thời điểm, cơ hội đầu tư sẽ mở ra những cánh cửa mới, đưa bạn đến gần hơn với thành công trong việc xây dựng tài sản và ổn định tài chính. Đừng ngần ngại ra quyết định trong ngày hôm nay, bởi đây chính là lúc vận may sẽ mỉm cười với bạn và mọi nỗ lực trước đó sẽ được đền đáp xứng đáng.
ngày 26 sẽ là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình và mở ra những cơ hội rộng lớn hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hành động và nắm bắt mọi cơ hội tài chính. Đây là lúc để bạn khẳng định vị thế của mình, và với sự hỗ trợ của vận khí thuận lợi, chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả đáng mơ ước. Ngày 27 tháng 10 âm lịch, đại lộc lớn, cơ hội làm giàu rực rỡ. Ngày 27 tháng 10 âm lịch sẽ là một ngày mang lại sự chuyển mình mạnh mẽ trong vận trình tài lộc của người tuổi Quý Sửu. Đây chính là thời điểm mà vận khí tài chính đạt đỉnh điểm, mang đến những cơ hội lớn trong sự nghiệp và đầu tư. Những thành quả bạn đã dày công xây dựng, những khoản đầu tư mà bạn đã kiên trì theo đuổi, giờ đây sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Cảm giác chờ đợi sẽ được thay thế bằng niềm vui khi nhìn thấy kết quả vượt xa sự mong đợi. Những khoản đầu tư trước đó có thể mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, giúp tài sản của bạn gia tăng một cách chóng mặt, đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu tài chính mà bạn đã vạch ra, đặc biệt đối với những ai đang tham gia vào các dự án đầu tư. Ngày hôm nay sẽ là lúc để thu hoạch thành quả từ những nỗ lực trong suốt thời gian qua. Các dự án mà bạn đã kỳ vọng từ lâu có thể bắt đầu sinh lời, tạo nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng lâu dài. Những khoản lợi nhuận thu được không chỉ đủ để củng cố tài chính, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới, giúp bạn có thể tiếp tục đầu tư và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, nếu bạn đang có ý định mở rộng kinh doanh, tìm kiếm đối tác mới hay mở rộng thị trường, thì ngày 27 tháng 10 âm lịch chính là thời điểm lý tưởng để thực hiện những kế hoạch này. Vận may sẽ luôn đồng hành cùng bạn trong các cuộc gặp gỡ, đàm phán quan trọng. Các cơ hội hợp tác có thể xuất hiện từ những nơi bạn không ngờ tới, giúp bạn mở rộng tầm nhìn và phát triển mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, trong ngày này, bạn rất có thể gặp được quý nhân phù trợ. Những người có ảnh hưởng sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên đúng đắn, định hướng cho bạn đi đúng con đường và tạo ra những cơ hội mà bạn chưa từng nghĩ đến. Không chỉ vậy, những quyết định quan trọng trong sự nghiệp hoặc các bước đi mang tính chiến lược trong đầu tư sẽ có rất nhiều khả năng mang lại thành công rực rỡ vào ngày hôm nay. Đừng ngần ngại hành động, bởi mọi yếu tố từ tài chính đến vận khí đều đang hội tụ, tạo ra một môi trường lý tưởng để bạn thực hiện những bước đi lớn, bước vào giai đoạn thịnh vượng và phát triển vượt bậc. Đây là ngày mà các dự án, kế hoạch của bạn có thể vươn đến tầm cao mới, không chỉ mở rộng về mặt tài chính mà còn mang lại danh tiếng, uy tín và sự tín nhiệm từ đối tác, khách hàng. Ngày 27 sẽ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc hành trình của bạn, nơi mà những ước mơ kinh doanh, tài chính, sự nghiệp của bạn không chỉ dừng lại ở những mục tiêu xa vời, mà có thể trở thành hiện thực ngay trong tầm tay. Hãy tự tin đón nhận cơ hội và bước đi với niềm tin vào vận may đang mỉm cười với bạn. Sự quyết đoán trong ngày này sẽ giúp bạn chạm tay đến những thành công không ngờ tới, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn và thịnh vượng. Ngày 29 tháng 10 âm lịch, đỉnh cao của tài lộc. Ngày 29 tháng 10 âm lịch chính là đỉnh cao của chuỗi ngày đại lộc, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong vận trình tài chính của người tuổi Quý Sửu. Đây là thời điểm mà những nỗ lực bền bỉ, sự kiên trì và chờ đợi từ trước sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Những cơ hội tài chính mà bạn đã mong đợi bấy lâu nay sẽ đến trong một cách thức đầy bất ngờ và hứa hẹn mang lại những tin vui ngoài sức tưởng tượng. Trong ngày này, các giao dịch lớn, những dự án quan trọng mà bạn đã lên kế hoạch từ lâu sẽ có thể đạt được kết quả vượt xa kỳ vọng. Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những bước đi lớn trong đầu tư hoặc trong kinh doanh, đây là lúc bạn sẽ gặt hái thành quả ngọt ngào. Mọi quyết định tài chính, dù là đầu tư vào một lĩnh vực mới hay ký kết hợp đồng dài hạn, đều sẽ diễn ra suôn sẻ và mang lại lợi ích đáng kể. Đặc biệt, những dự án mà bạn đã ấp ủ lâu nay có thể sẽ hoàn thành một cách mỹ mãn và mang lại lợi nhuận, không chỉ ngay lập tức mà còn lâu dài. Bền vững với vận khí mạnh mẽ vào ngày này, mọi kế hoạch của bạn trong công việc hay kinh doanh đều sẽ có cơ hội thành công lớn. Bạn có thể thực hiện những quyết định táo bạo, mạnh mẽ mà trước đây có thể đã chần chừ hoặc lo lắng. Đừng ngần ngại tiếp cận những cơ hội mới, vì tất cả các yếu tố đều đang hội tụ để tạo ra một môi trường thuận lợi nhất cho bạn. Các giao dịch sẽ diễn ra thuận lợi, các thương vụ sẽ mang lại lợi nhuận cao, giúp bạn không chỉ củng cố tài chính hiện tại mà còn mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai. Ngày 29 chính là lúc để bạn tận dụng tối đa những cơ hội đặc biệt mà vận may mang lại. Đó là thời điểm thích hợp để bạn nhìn nhận lại toàn bộ chiến lược tài chính của mình, đánh giá lại các kế hoạch dài hạn và đưa ra những bước đi mạnh mẽ, quyết đoán. Nếu bạn đang có những dự định lớn, đừng chần chừ nữa, đây là ngày mà tất cả các yếu tố sẽ hỗ trợ bạn,
mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp và tài chính, giúp bạn đạt được những mục tiêu đã ấp ủ từ lâu. Bên cạnh đó, trong ngày này, bạn sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào, thúc đẩy sự sáng tạo và khả năng đưa ra những quyết định thông minh, những dự án lớn. Những kế hoạch mạch táo bạo sẽ không còn là điều quá xa vời nữa, mà sẽ trở thành hiện thực ngay trong tầm tay bạn. Đây là cơ hội để bạn xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc, tạo đà cho những bước đi tiếp theo và mở ra những cơ hội làm giàu vượt bậc trong thời gian tới. Hãy nắm bắt cơ hội này một cách chủ động, đừng để nó tuột khỏi tay. Ngày 29 tháng 10 âm lịch không chỉ là đỉnh cao của tài lộc, mà còn là bước ngoặt để bạn thay đổi vận mệnh, đưa tài chính của mình lên một tầm cao mới. Cảm nhận vận khí dồi dào và tự tin hành động, bạn sẽ thấy rằng đây chính là ngày may mắn, là cơ hội để bạn đạt được những thành tựu lớn lao, làm giàu và phát triển bền vững trong tương lai. Thưa quý vị, sống ở đời, dù đánh mất tất cả, cũng đừng để mất nhân cách. Câu chuyện dưới đây chính là bài học sâu sắc cho những ai muốn đánh đổi bản thân mình. Tại một thị trấn ở phía Nam, có một quầy bán cá ở khu chợ, người mua thường xếp thành hàng dài. Chuyện kinh doanh phát đạt dị thường, bởi vì quầy bán cá này nổi tiếng tươi ngon. Chủ tiệm còn dự tính mở thêm dây chuyền. Chủ tiệm là một người đàn ông trên 50 tuổi. Trong một lần tình cờ nói chuyện phiếm, chủ tiệm cho biết chuyện kinh doanh của ông ngày trước chỉ đủ nuôi sống gia đình. Có được sự chuyển biến như vậy là nhờ một vị khách đặc biệt. Sau khi châm điếu thuốc, ông ấy đã kể lại với chúng tôi một câu chuyện. Khoảng 5 năm trước, một bé trai khoảng chừng 7, 8 tuổi đến chợ mua rau. Tâm trạng nặng nề dừng lại trước tiệm cá của ông. Ông chủ bán cho cháu hai con cá chim. Chủ sạp nhìn cậu bé một cái, vớt ra hai con cá bắt đầu cân. Cậu bé loay hoay trong túi một hồi lâu, cuối cùng mới rút ra một tờ tiền 100 đồng. Có phải đây là tiền lì xì nên không nỡ xài đúng không? Ông chủ tiệm trêu đùa. Cậu bé chai hai má đỏ ửng, 36 đồng. Chủ sạp đưa tay nhận tiền, thối cho cậu bé 64 đồng tiền dư. Sau khi nhận tiền, cậu bé cầm lấy con cá và tiền dư vội vàng rời đi. Không ngờ ngày hôm sau, cậu bé đó lại đến. Mẹ cháu hôm nay đã vào bệnh viện. Chủ tiệm giật mình, mẹ cháu bị bệnh, hôm nay đi làm phẫu thuật. Hôm qua cháu đã mua cho mẹ loại cá chim mà mẹ cháu thích ăn nhất. Cháu sợ rằng mẹ sau này sẽ không bao giờ còn có cơ hội được ăn nữa. Nhưng sau khi ăn xong, mẹ đã nói với cháu một câu như thế này: chỉ vì tham lam một chút lợi nhỏ mà đánh mất nhân cách thì thật sự không đáng. Cậu bé xấu hổ móc từ trong túi ra một tờ tiền 100 đồng mới tinh, hai tay đưa lễ phép đưa cho chủ tiệm. Ông chủ, cháu xin lỗi, tiền mà cháu dùng hôm qua là tờ tiền giả, tờ này mới là thật. Ông chủ quầy cá rất đổi ngạc nhiên, không ngờ kết quả lại như vậy. Ông nhớ lại ngày hôm qua, lúc đó ông cũng không ngờ rằng một cậu bé vẻ ngoài thật thà lại có thể cầm tờ 100 đồng tiền giả đi mua đồ. Cậu bé hổ thẹn cúi gầm mặt xuống: cháu cảm ơn bác, tờ tiền giả này là mẹ cháu trước đây nhận được, vẫn luôn để trong ngăn kéo. Mẹ bị bệnh nên đã dùng hết số tiền dành dụm được. Vì muốn giúp mẹ tiết kiệm 100 đồng, cháu đã giấu mẹ lén lấy 100 đồng giả này đi mua cá. Cảm ơn bác đã không trách cháu. Trong lòng chủ sạp cảm thấy giống như vừa rơi dở một cái gì đó. Loại cảm giác đó rất khó hình dung. Ông từ trong ngăn kéo lấy ra tờ tiền giả và trả lại cho cậu bé. Cậu bé cúi chào một cái rời khỏi. Nhìn theo bóng dáng của cậu bé càng đi càng khuất dần, chủ sạp rất lâu cũng không thể lấy lại tinh thần. Cuối cùng khi đến lúc dọn sạm, nhân lúc mọi người không chú ý, ông đã đem mười mấy con cá biển có tẩm forin, loại thuốc hóa học có chức năng tác dụng chống phân hủy, trừ độc và tẩy trắng, được hơn một tuần ở bên dưới sạp toàn bộ đều bỏ vào trong thùng rác. Về sau người mẹ của cậu bé vì bệnh nặng cuối cùng đã qua đời, cậu bé cũng trở về quê học hành. Ông chủ quầy bán cá không còn gặp lại cậu bé đó nữa, nhưng cậu bé và người mẹ cậu bé mà ông chưa từng gặp mặt này, mỗi lần nghĩ đến đều khiến hai má ông ửng đỏ. Trí tuệ tuyệt vời của người mẹ ấy không chỉ giúp điều chỉnh cậu con trai trở về với quy phạm đạo đức đúng đắn, giáo dục cậu bé trở thành một người tốt, mà còn có thể cảm hóa người khác. Đây thực sự là một người mẹ vĩ đại. Nhìn lại những gì đã chia sẻ, có thể nói rằng trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, đặc biệt là 3 ngày đại lộc 26, 27 và 29 âm lịch, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ trải qua một giai đoạn đầy hứa hẹn và tràn ngập cơ hội. Đây chính là thời điểm mà mọi sự chuẩn bị từ trước, mọi nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ bắt đầu đơm hoa, kết trái, mang lại những thành quả xứng đáng cho bản thân và gia đình. Những ngày đại lộc này không chỉ là dịp để gia tăng tài lộc,
mà còn là cơ hội để củng cố nền tảng tài chính vững chắc, xây dựng một cuộc sống thịnh vượng và ổn định. Với sự tin tưởng vào vận mệnh, cộng với lòng kiên trì và sự chuẩn bị chu đáo, quý vị tuổi Quý Sửu sẽ dễ dàng nắm bắt được những cơ hội vàng này. Đó là những cơ hội để thay đổi cục diện tài chính, đưa cuộc sống lên một tầm cao mới, đủ đầy và sung túc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để đưa ra những quyết định quan trọng, nhất là trong công việc, đầu tư và kinh doanh, giúp bạn không chỉ gặt hái được những lợi ích hiện tại, mà còn xây dựng được sự nghiệp lâu dài và bền vững. Hãy nhớ rằng, trong tử vi vận may sẽ luôn đến với những ai chuẩn bị sẵn sàng và hành động đúng lúc. Những ngày đại lộc này chính là thời điểm mà mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều hội tụ, mang lại những cơ hội tuyệt vời. Và chỉ cần bạn biết cách nắm bắt, không ngừng phấn đấu, thì thành công sẽ luôn ở gần. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những chia sẻ từ kênh Minh Đường Tử Vi. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về tử vi phong thủy và vận mệnh của các tuổi khác. Chúc quý vị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 luôn bình an, may mắn và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, cùng gia đình xây dựng một tương lai thịnh vượng và tràn ngập hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!